Thưa quý vị, sau đây là phần tin Hoa Kỳ. Trong lúc vụ bị truy tố hình sự của ông Donald Trump chưa hết nóng bỏng thì bộ tư pháp và cơ quan điều tra liên bang Hoa Kỳ lại phát hiện các bằng chứng là cựu tổng thống Donald Trump từng cản trở chính phủ thu hồi tài liệu mật. Các bằng chứng cho thấy sau khi được tòa án yêu cầu trả lại toàn bộ tài liệu mật mà ông nắm giữ hồi tháng 5 năm ngoái, ông Donald Trump đã kiểm tra các thùng đựng hồ sơ ở nhà của ông nhằm giữ lại một số trong đó. Và Ủy ban điều tra cũng thu thập đầy đủ bằng chứng cho việc ông Donald Trump đã chỉ thị cho cấp dưới đánh lạc hướng các nhân viên chính phủ hồi đầu năm ngoái khi mà cơ quan quản lý hồ sơ và văn khố quốc gia làm việc với bờ tư pháp Hoa Kỳ để lấy lại số lượng lớn tài liệu mà ông Trump đã mang theo khi ông rời khỏi tòa bạch ốc. Các tình tiết mới này cho thấy cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Jack Smith đang đi theo hướng tội phạm cản trở tức là chứng minh liệu ông Donald Trump có trực tiếp thực hiện hoặc là chỉ thị việc ngăn cản chính phủ Hoa Kỳ thu hồi tài liệu nhạy cảm hay là không. Tùy hai hành động nói trên của ông Trump chưa cấu thành tội cản trở, nhưng chúng có thể sẽ được dùng làm bằng chứng cho thấy ông đã có chủ đích khi thực hiện điều này. Trả lời cuộc phỏng vấn của nhật báo Washington Post Ông Stephen Chung, là phát ngôn viên của cựu Tổng thống Donald Trump, đã chỉ trích cuộc săn lùng phù thủy chống lại ông Trump không có cơ sở pháp luật hay là thực tiễn nào, đồng thời cáo buộc công tố viên, đặc biệt là ông Smith cùng với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã cho rò rỉ những tin tức nói trên nhằm chi phối công chúng. Mỹ yêu cầu Nga thả phóng viên bị cáo buộc làm gián điệp. Ngoại trưởng Anthony Blinken hôm nay điện đàm với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov yêu cầu Moscow thả phóng viên tờ Wall Street Journal bị bắt vì cáo buộc làm gián điệp. Đáp lại, Ngoại trưởng Lavrov nói rằng Washington không nên chính trị hóa vụ việc và số phận của Gerskovic sẽ được định đoạt bởi tòa án, theo thông báo từ Bộ Ngoại giao Nga. Cơ quan an ninh liên bang Nga hôm 30 tháng 3 bắt Gerskovic với cáo buộc nhà báo Mỹ thu thập thông tin bí mật quốc gia về một công ty quốc phòng Nga. Wall Street Journal bác bỏ khả năng Gerskovic làm gián điệp. Tòa Bà Đốc gọi cáo buộc gián điệp mà Nga đưa ra với bản án lên đến 20 năm tù là lố bịch. Theo trang tiểu sử của Gershkovic, anh chuyên sản xuất tin bài về Nga, Ukraine và các quốc gia từng thuộc Liên Xô. Gershkovic có thời gian làm việc cho AFP, Moscow Times và New York Times. Gershkovic bị bắt trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Washington và Moscow, đặc biệt liên quan đến cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Vừa có thêm một ứng cử viên của Đảng Cộng hòa tuyên bố tranh cử chức vụ Tổng thống Hoa Kỳ năm 2024. Cựu thống đốc tiểu bang Arkansas là Asa Hutchinson, đảng viên của Đảng Cộng hòa, vừa tuyên bố là ông sẽ tham gia cuộc chạy đua tranh cử chức vụ Tổng thống Hoa Kỳ năm 2024. Ông nói như sau: "Tôi đã ra quyết định. Quyết định của tôi đó là tranh cử Tổng thống Hoa Kỳ. Trong khi tuyên bố chính thức sẽ được đưa ra sau tháng Tư trong tháng 4 tại Bentonville, thì tôi muốn làm rõ rằng tôi sẽ tranh cử. Ông đã nói trong cuộc phỏng vấn với Đại ABC News được phát hình vào hôm 3 tháng 4. Ông nói tiếp như sau, tôi đã đi khắp đất nước Hoa Kỳ trong 6 tháng. Tôi nghe mọi người nói về lãnh đạo đất nước của chúng ta. Tôi bị thuyết phục rằng người dân Hoa Kỳ mong muốn các nhà lãnh đạo kêu gọi những điều tốt đẹp nhất cho nước Mỹ thay vì những bản năng tồi tệ nhất. Vị cựu thống đốc nói về nguyên nhân mà ông quyết định tham gia cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc. Mối quan hệ giữa ông Hutchinson và ông Donald Trump không mấy tốt đẹp. Khi được phóng viên đài ABC News hỏi về khả năng ra tranh cử của ông Trump, thì ông Hutchinson cho hay bản thân của ông tin là vị cựu tổng thống Hoa Kỳ này hãy nên rời khỏi cuộc chạy đua sau khi bị truy tố. Ông Hutchinson là thống đốc của tiểu bang Arkansas kể từ năm 2015 tới tháng Giêng năm nay. Trước khi giữ cương vị thống đốc của tiểu bang Arkansas, ông Hutchinson từng là dân biểu, lãnh đạo cơ quan phòng chống ma túy, thứ trưởng Bộ Tư pháp trong chính quyền của tổng thống George W. Bush. Với quyết định ra tranh cử, ông Hutchinson sẽ trực tiếp đối đầu với cựu tổng thống Donald Trump, người đã tuyên bố ý định tranh cử hồi tháng 11 năm ngoái. Bên cạnh đó thì cựu thống đốc của tiểu bang South Carolina là Nikki Haley và doanh nhân có tên là Vivek Samkwargsmi cũng đã bày tỏ mong muốn là sẽ đại diện cho Đảng Cộng hòa trong cuộc chạy đua sắp tới đây. Ông Trump sẽ phát biểu tại Florida sau khi ra tòa, các luật sư tính chuyện đổi địa điểm xét xử. Văn phòng của cựu tổng thống Trump cho biết ông sẽ có bài phát biểu tại Florida tối 4 tháng 4 sau khi trình diện trước tòa án tại New York. Theo NBC News, phiên tòa sẽ là lần đầu tiên những cáo buộc nhằm vào ông Trump được công khai. Trong phiên tòa thông báo tội trạng, ông Trump sẽ phải thực hiện một số thủ tục theo quy định như chụp ảnh, lấy dấu vân tay và bị kiểm tra chéo về các cáo buộc hình sự khác. Thẩm phán chủ trì phiên tòa sẽ là Juan Merchan, người cũng từng chủ trì phiên tòa xét xử tập đoàn Trump Organization với tội danh liên quan đến thuế. Các luật sư của ông Trump đang xem xét yêu cầu chuyển vụ án từ Manhattan sang quận Staten của New York vì lo ngại ông sẽ không được xét xử công bằng. Lý do duy nhất ông Trump cố gắng chuyển vụ án đến đảo Staten là bởi ông ấy nghĩ kho ứng viên bồi thẩm đoàn ở đó sẽ thân thiện hơn. Nhưng điều đó sẽ không xảy ra, bà Jennifer Roger, cựu công tố viên liên bang nói, đồng thời cho biết bất kỳ nỗ lực thay đổi địa điểm xác xử đều có khả năng thất bại ông Trump không có quyền tìm kiếm bồi thẩm đoàn dựa trên các đặc điểm cụ thể mang lại lợi thế, bao gồm cả quan điểm chính trị. Luật sư bào chữa hình sự New York Michael Wagner, cựu công tố viên tại văn phòng luật sư quận Manhattan, cho rằng ông Trump có nguy cơ gặp bất lợi trước bồi thẩm đoàn bởi hành vi của chính ông. Ông Trump sẽ được xét xử công bằng, nhưng nếu cứ nói về những điều khiến bồi thẩm đoàn lo lắng và gây phương hại cho hệ thống, thì đó là vấn đề. Richard Serafini, một luật sư bào chữa hình sự ở Florida nhận định, yêu cầu thay đổi địa điểm xét xử đi kèm hàm ý cho rằng các bồi thẩm viên sẽ bỏ ngoài tai chứng cứ để bỏ phiếu theo quan điểm chính trị. Nhưng ông Serafini cho rằng quan điểm đó là sai lầm, bởi với kinh nghiệm 40 năm làm việc tại các phiên tòa, ông thấy bồi thẩm đoàn luôn thực hiện nghiêm túc lời tuyên thệ và trách nhiệm của họ và cố gắng theo sát bằng chứng trong lúc xét xử. Hoa Kỳ được tiếp nhận thêm 4 căn cứ mới ở Philippines Bên cạnh 5 căn cứ trước đây, quân đội Hoa Kỳ đã được Philippines cho phép sử dụng thêm 4 căn cứ mới theo thỏa thuận song phương. 4 địa điểm mà quân đội Hoa Kỳ được tiếp nhận theo thỏa thuận hợp tác quốc phòng nâng cao, gồm có căn cứ hải quân Camilo Osias và phi trường Laglo ở tỉnh Carayan, căn cứ Melco Delta Cruz ở tỉnh Isabela và một địa điểm ở tỉnh Palawan. Cagayan và Isabela là các tỉnh nằm về cực Bắc. Trên đảo chính là Luzon, trong khi Palawan là đảo cực Nam, án ngữ khu vực Tây Nam của Biển Đông. Hoa Kỳ đã đưa lực lượng đồn trú với quy mô lớn đến Philippines kể từ sau Thế chiến thứ hai, trong đó có hai căn cứ tại quốc gia này từng là căn cứ lớn nhất ở nước ngoài của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, giữa hưu chết tại Philippines vào năm 1991 đã chấm dứt thỏa thuận, đồng thời yêu cầu Hoa Kỳ trả lại toàn bộ căn cứ quân sự. Thỏa thuận mang tên Hợp tác quốc phòng nâng cao được hai bên thông qua vào năm 2014, trong đó cho phép Hoa Kỳ tiếp nhận bốn căn cứ không quân và một căn cứ bộ binh tại Philippines với hình thức đưa lực lượng đồn trú luân phiên tới đây. Giới hữu trách tại Philippines cho biết rằng việc gia tăng hợp tác quân sự với Hoa Kỳ là tín hiệu tốt đẹp cho thế trận phòng thủ. Thế nhưng họ khẳng định những quyết tâm này không nhắm vào bất cứ quốc gia nào. Netflix bị kiện làm phim sai sự thật. Netflix bị kiện xuyên tạc cuộc đời vợ chồng vận động viên lặng Francisco Ferreras và Audrey Mestre trong phim No Limit. Theo Variety, Ferreira nộp đơn kiện lên toán tiểu bang California hồi giữa tuần cho rằng bộ phim ám chỉ anh giết vợ. Phim No Limit kể về Pascal Gautier và Roxanne Aubrey, hai nhân vật là phiên bản hư cấu của vợ chồng vận động viên. Kịch bản xây dựng người chồng ghen tức với thành công của vợ. Ở cảnh cao trào, phim ám chỉ nam chính cố tình phá hỏng bình dưỡng khí của Aubrey làm cô chết đuối khi lặn. Ngoài đời, hai vợ chồng Ferreras đều đạt thành tựu trong môn thể thao lặn trên thế giới. Mestre qua đời sau vụ tai nạn khi đi lặn ở Cộng hòa Dominica năm 2022 vì trục trặc thiết bị. Sau sự việc, nhiều giả thuyết được đặt ra về việc Ferreras có liên quan trực tiếp đến cái chết của vợ. Ferreira hiện sống ở Cuba, nói với Variety qua điện thoại rằng đoàn phim không liên lạc với anh và thay đổi hoàn toàn câu chuyện, biến nó theo hướng họ muốn. David Rosenthal, đạo diễn kiêm biên kịch của phim cho biết, đã tham khảo kỹ lượng ý kiến của các luật sư trước khi sản xuất những gì tôi viết đều là hư cấu với những nhân vật không có thật. Tôi nghĩ rằng Ferreira muốn kiếm thêm chút tiền bằng việc kiện Netflix. No Limit ra mắt trên Netflix hồi tháng 9 năm ngoái, đứng đầu danh sách phim không nói tiếng Anh được xem nhiều nhất của nền tảng trong vài tuần. Nhà sản xuất thông báo từ đầu đây là tác phẩm hư cấu và mọi sự giống nhau nào với người thật hoàn toàn ngẫu nhiên. Tuy nhiên, phim cũng chú thích các tình tiết dựa trên các câu chuyện có thật. Đoạn cuối đạo diễn để một cảnh có ảnh của Audrey Mastre và thông tin về cái chết của cô. Vâng, tiếp theo phần tin Hoa Kỳ, Tòa nhà nổi tiếng Flatiron, lịch sử của New York, được đưa ra bán đấu giá. Khi chủ sở hữu không đạt được thỏa thuận về kế hoạch tân trang, Flatiron là một trong những tòa nhà chọc trời đầu tiên và biểu tượng kiến trúc của thành phố New York đã được đưa ra bán đấu giá. Công chúng được mời tham gia cuộc bán đấu giá này với giá khởi điểm là 40.000 Mỹ Kim. Tòa lạc tại số 175 trên Đại lộ số 5 ở Manhattan. Tòa nhà Flatiron Building do kiến trúc sư người Chicago là Daniel Burnham thiết kế được coi là biểu tượng kiến trúc của thành phố New York bởi thiết kế độc đáo mang ý nghĩa lịch sử của tòa nhà này. Được xây dựng đầu những năm 1900 và hoàn thành năm 1902 với cấu trúc bằng khung thép và chiều cao ấn tượng là 863.9 m chiều cao đáng kể vào đầu thế kỷ thứ 20. Tòa nhà Flatiron có 22 tầng, là một trong những tòa nhà chọc trời đầu tiên tại thành phố New York và được công nhận là một kiệt tác kiến trúc đầu thế kỷ thứ 20. Với hình dáng tam giác và phần đầu nhọn có chiều rộng chỉ có 2 mét, góc mở khoảng 25 độ, hình dáng của tòa nhà trông giống như một chiếc bằng ủi bằng gan và khiến cho tòa nhà mang một vẻ ngoài đặc biệt và trở thành một công trình đáng chú ý hàng đầu của thành phố New York được các nhiếp ảnh gia cũng như du khách ưa thích. Tên gọi ban đầu của tòa nhà này là The Cumberland, thế nhưng đã nhanh chóng được đổi tên thành tòa nhà Flat Iron. Flat là bằng phẳng, Iron là bằng ủi do hình dạng đặc biệt của tòa nhà nói trên. Đến đây, kính mời quý vị theo dõi một vài phút về thông tin thương mại, sau đó chúng tôi sẽ trở lại với phần tin Á Châu.